So sánh với cái là gì chẳng qua là uh, người ta nói như thế nhiều khi chúng ta không hiểu nhưng trên thực tế là gì đó là khi mà chúng ta muốn so sánh cái gì với cái gì đấy à, uh, so sánh ví dụ như là chúng ta có tính từ in curious là là thú vị đấy thú vị thế và uh, chúng ta muốn nói là thú vị hơn nhỉ thì nó chúng ta nói như nào chúng ta chỉ cần nói là in nhỉ in nhỉ đấy thế còn nếu nói thêm 30 vào 30 vào cộng in này là thú vị nhất là thú vị nhất Yeah. Okay này mẹ em chỉ với em rồi chỉ với em cái này rồi ấy hả vâng cái đấy. từ sam thì văn, em mới học tiếng nga em hỏi mẹ mẹ sam ừ. là cái gì mẹ bảo là kiểu kiểu như cái từ đấy là nhất đấy ừ, nhất đúng rồi sam mươi là nhất đấy nha nó có dùng người tính từ đó sam mươi interior này Nên nó biến đổi ví dụ sang cái là sam mươi sam mai interior này đấy sam mai sang công chung là xa mươi dê in này. À, thế số nhiều của nó là xa mươi dê in này. đó thế còn à, đấy là là ý nói là so sánh cao nhất người ta gọi là bậc so sánh cao nhất đấy thế còn nếu mà so sánh à, hơn kém thì lúc đó thì nó không dùng xa mươi mà nó dùng in chì riết ở đó. bên đây hôm nay nắng đỉnh chứ không có đèn tối như mấy ngày trước rồi À hôm nay ở bên này cũng nắng. Nắng đẹp. Ông này. 17 độ. Lúc hôm sáng là ông 80 à. người À. Ở Việt Nam thì nắng là tốt bởi vì, vì nắng thì là có nhiều điện. Ừ. Ở bên đây chả chả cần. Vì ở bên này điện nó đã nhiều Ừ. À nếu ở Việt Nam thì là có thể là đầu tư làm điện mặt trời xong rồi cứ thầy... một ngày nắng thì là sẽ được bao nhiêu tiền đấy thầy có bị cách ly không làm gì đâu phải cách ly <cười> may <cười> quá em ở bên đây này em không em không sợ ừ. như vậy em nhìn thấy có những cái tính từ mà nó lại không đây ví dụ đây nhé interior thì muốn nói là, là interior này là thú vị đúng không nếu mà nói thú vị hơn thì người ta nói là interior nhỉ đấy interior đấy đúng không đấy

là khổi đấy và tồi tệ là hơn khổ. tồi tệ hơn thì là khu rẻ khu, rè. khu rè là từ từ ừ. cái từ là ra đấy đó nên những cái những cái tính từ này nó biến đổi đặc biệt đó. biến đổi đặc biệt à chúng ta có từ gì nào à, to lớn là gì ban sồi ban sồi đấy ban sồi thế to hơn là gì to hơn là sẻ bồ sẻ đấy bồ sẻ à. cái này trong toán em cũng học rồi ừ. Từ đúng rồi, bốn xe, như... đúng rồi, bốn bốn xe là nhiều hơn đấy, nhiều hơn đó. Đấy. À, nhiều hơn này, ít hơn này, men xe là ít hơn nữa. Men xe là từ cái từ gì đây? Ừ. Malinki, đấy, từ cái từ malinki. Đa. Đấy, Karotki, karotki là gì? Nhưng mà. Karotki là ngắn đấy, ngắn. Karotki, karotki, là ngắn. karotki. shiroki là à. dài. Dài, karotki, uh, karotki và sang sang ngắn hơn là gì? Karoche. Karoche rochi đó đấy. à, rộng suruki là rộng không rộng rộng Shiroki suruki là rộng thế mà rộng hơn thì là gì shiri đấy shiri shiri đấy <laughs> à. shiri à. star shiroki rộng star suri là gì star suri star, -shi. star -shi là... là già không là già không phải là sati Starry dài Già hơn, già hơn, lớn hơn Nó xuất phát từ từ Starry ra đây Đúng không? Starry Đây là Starry Starry già hơn Starry là già hơn Starry 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 là bé hơn đó Starry là lớn hơn Malachi là bé hơn Dạ Starry Malachi, Malachi Chúng ta hay nói Malachi brat Đúng không? Malachi sister Em em trai <laughs> nhỏ hơn Em em trai đúng không? Em trai là brat là em trai. Старший brat là anh trai, anh trai tức là lớn lớn hơn mà đấy. Thế là Bé anh hơn trai. là gì? Bé hơn là младший đấy, Mlatsi. Đấy. Đúng không nào? Đây. младший. Đó, đó. Như vậy thì chúng ta thấy đây là gì nào? Đó là những cái định dạng mà so sánh ngang bằng, à đây là so sánh gì? So sánh ngang bằng.

À, nhưng mà tô. không phải xúc xích đâu sá 10 gì này gì sông khói em thích ăn lắm thì sông khói bên đây rất là ngon à thì thì sông khói đúng không đấy à, thì sông khói nhưng mà nó kiểu như nó nó dài dài ấy, với cả nó nó nhỏ nhỏ ừ. ăn đấy ngon lắm ừ. à em ăn tí à. đã hết rồi ừ. em nói thế là gì nào à самые вкусные для меня, да? самые вкусные для меня, для меня это копчености, это... копчености, копчености, копченые Копченое, мясо, Копченое да. мясо. Да. Копченое мясо. Да. А тебе нравится копченая курица? А? Копченая курица нравится? Сейчас мы видим, что гацункои лонгей. Ой, не знаю. Гацункои вкусные. Я не знаю. А рыба копченая, рыба копченая. А <говорит> гацункои маной. Да. Рыба копченая. <говорит> а. Есть <говорит> щумбрия, <говорит> да? Скумбрия. скумбрия, да? Скумбрия, копченая скумбрия. Да.

nay теперь nó để praticavat bây giờ sẽ thử 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 hành nhé. Unas viện sĩ tuci bao nhiêu bìa bìa cả đấy. à các bạn có nghĩa là gì? Unas bìa bìa cái bao nhiêu bìa bìa cả đấy. viện sĩ tuci unas viện sĩ tuci bao là gì? ở trong trường của tôi trong trường của chúng tôi có một cái thư viện lớn đấy. à một bạn khác bạn à unas vuniversitete Bộ trường của ta cao hơn à trường, Tr... trường trong trường đại học tổng hợp của tôi thì có thư viện còn lớn hơn đấy đã đã có một nào phim film bưu интересный phim thì cũng là <laughs> hay nhưng nó мультфильм lịch vì phim tam sami sami hay gọi là Hmm? nhưng mà, ơ, ờ, nhưng mà sao phim cho trẻ con lại lại hay hơn? hay hơn, bởi vì sao mình thích xem phim trẻ con, cái phim hoạt hình hơn, đúng không? đấy. Khá sướng. Невский проспект. Ah, Невский проспект очень длинный. Но московский, Но московский, dài Самый длинный. Длиннее, đấy. Hãy là длиннее. Длиннее, 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 длиннее đây là gì à chúng ta có từ gì đây à in này thì chúng ta chuyển thành là gì in à thành là in này the lin thì thành là the lin nhẹ А кто тебе еще учит сейчас? А... Учительница Наташа? Да. А, а это старая, старая, да? Старая учительница, да. да? Она еще учит, да? Коза. А, <г SF3> <г妈> да. <г妈>

Ruski a Bolshe. Bolshe a Эрмитаж? Sao bảo tàng của nga to mà sao lại lại cái nó lại to hơn? Bởi vì Эрмитаж là viện bảo tàng to hơn, to hơn nhiều. Lần. Mà, nhưng mà bảo tàng lấy bảo tàng quốc gia sao lại nhỏ hơn được? À, Ruski à, người, người ta gọi là Ruski Museum thôi, nhưng mà nó nhỏ thế thôi. Cái nhà bảo tàng Ruski Museum nó chỉ bé thế thôi. Hermitage nó mới là lớn. Đấy. Ừ. nó là cái bộ sưu tập cực kỳ lớn đấy. của những cái người ngày xưa người ta sưu tập xong sau đó người ta tặng cho quốc gia. Người ta bán lại. Ừ. Bởi vì sao Hermitage là ở đấy người ta có cả những bức tranh của toàn thế giới luôn. Đấy. Còn Ruski Museum thì thì chỉ có tranh của của các họa sĩ Nga thôi. Vậy? sao, sao ừ. em thế sao việt nam mình chả có một cái em nào à bởi vì là ngày xưa người ta không xây dựng đó vì việt nam mình quá có... về yeah. còn nước nga bà gát ừ, đúng rồi việt nam thì bây giờ mới phát triển chứ còn trước đây nghèo mà trước đây à, à, vua chúa ngày xưa chỉ biết ăn chơi thôi chứ còn có có biết uh, xây dựng đất nước đâu à, chỉ được mấy cái uh, nhà cửa này khác là toàn uh, từ cái thời pháp người ta xây dựng ngày xưa vua chúa ngày xưa xây dựng lại được cái gì để lại cái gì cho đất nước ừ. đúng không bao ba nhiêu đời vua, vua chúa, chúa đấy có biết xây dựng đâu chỉ toàn, toàn là, là là đình chùa thôi, đình chùa thôi, rồi chùa một cột này, được cái nhà văn miếu này, đúng không? À, em chùa keo là chùa gì? Chùa keo thì chắc là cái tên tên chùa keo thôi. Nó ở đâu đây thôi. <laughs> bạn bạn em học lịch sử lại chế tên chùa keo là kiểu như trong mấy người. Cái tên là chùa keo cũng sẽ có ở vài nơi đấy, Đó, vài nơi. ở Thái Bình này, Nam Định này cũng cũng có. Thái Bình có chùa keo, Nam Định có chùa keo Đó. Niềm tự hào của Thái Bình à, Chùa keo à, Ở Thái Bình, chùa keo ở Giao Thủy ở Nam Định này. Đó Cho nên là ở Vũ Thư Thái Bình này Đấy, chứ chứ Cho nên là có Có nhiều nơi Chùa thì nó là cái kiến trúc mà Chùa chiền thôi Đó, đến đây là chùa keo này chùa keo mấy tầng nhỉ? đẹp hết. Chùa keo không? Ừ. Chùa keo trong tiếng trong tiếng Sài Gòn keo có nghĩa là kẹt sỉ. tiếng tiếng Việt là keo kiệt, mình gọi là keo kiệt, anh chị. Keo kiệt ý chỉ người nào đó mà người ta có tính là người ta hay tầm tiện. Ну, это так. Так, хорошо. Русский музей большой, метод больше, да? Больше. Да. Этот кофе вкусный, этот кофе вкусный, но бразильский вкусный, китайная. Вкуснее. Вкусный. А, вкусный. Вкуснее. А, ладно, давай. Вкусный, вкуснее, да, вкуснее, вкуснее. Так, хорошо, я хочу. Выучить это стихотворение, потому что оно маленькое. А я нашел стихотворение еще. Маленькое самое еще. Еще. Меньше. А меньше. Давай. Маленькое меньше, да? Маленькое. Меньше. 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 А, хорошо, брат меня на пять лет, а сестра меня на три года. Брат. А сестра меньше меня на... Больше меня, больше. Меньше, меньше меня на три года. Меньше, как старше, это Младше, старше. меньше, больше. Брат старше меня на пять лет, да? Это Старше, да? Старше ла лэн да? Брат старше меня на 5 лет, а сестра, а да? Сестра младше. Младше, да? а, старше или да. младше. Кинэ та хун зум Больше, меньше. Э, я, да? О. Так. Я же А, хорошо. Нева широкая река, а Волга еще. Широкая? Вон. Sao, sao lại dài hơn được? Đâu? Suro kai, là rộng chứ. Suro rộng đấy. kai và à, nếu rộng hơn thì nói sao? Suro kai. <laughs> suri đấy, mình nói suri. Suri, suri. Suro kai Suri đấy. kai sh Ata suri, suri đấy. À, kai Rika đấy. Нева тоже широкая, да? Но Волга еще шире. Конечно, Волга это большая река. Очень большая река. А Нева это маленькая, небольшая река. Сомневаюсь, Нева или Сон Ни? Сон Нева или Петербург. Нева. Ой, Петербург. Петербург, а да. Да, Петербург, да. И куда? И куда? Хорошо. Моя сестра говорит, что у нее друг очень умный. Но я думаю, что она... No. она она она, um, она, умнее. Умнее. она умнее умнее да она умнее да моя комната очень хорошая но комната брата еще хорошая хорошая а комната у брата еще лучше хорошее лучше 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 да когда лучше

đa, tá, bây giờ tương tự như vậy nữa. vừa rồi chúng ta xem đấy là gì nào? chúng ta vừa rồi xem là tính từ, tính từ. bây giờ trạng từ cũng như vậy đấy. красиво, красивее, интересно, интереснее, много, ла больше, мало, меньше, хорошо, лучше. thế nào là tính từ? thế nào khi nào dùng tính từ khi nào dùng trạng từ? có biết không? không đúng từ với chặng từ em 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 cũng không hiểu kiểu gì luôn với trạng trạng từ là là cái gì trạng từ trạng từ đấy này trạng từ có đôi ô này crasiva đấy nhá à nếu ví dụ như là đây nhá tính từ là gì nào tính như crasiva đấy crasiva thì là tính từ anh nhá crasiva thế người ta có nói gì crasiva dom đấy crasiva dom à hoặc là à à cra Красивая, красивая книга, да? Книга. Красивый дом, красивая книга. Thì em thấy đây là gì? Đây là tính từ. Tính từ cái đuôi nó đây gọi đuôi tính từ. Có đuôi ươi, đúng chưa? À cái đuôi ươi này nó sẽ biến đổi sang cái giống cái là gì? đuôi uh, aya, красивая книга, đấy. À, trong tiếng Trung là gì nào? Красивое <laughs> à небо, đấy, небо. Небо là bầu trời, bầu trời đẹp đấy, красивое небо, đúng không? Sau đó yeah. là đưa 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 số nhiều. À, красивые, кра, да? Красивые, ну дети, chẳng hạn, đấy. Красивые <laughs> дети là những em bé trông đẹp, không? đó. Thế đây chúng ta nhìn thấy là gì? Đây là những tính từ thì tính từ nó phải đi với danh từ, em nhỉ? Đây là danh từ này. Danh từ là gì? Những danh từ chỉ người chỉ đồ vật đấy. À, đấy. Đó. Красивые книги, книги chỉ đồ vật. Đô thì chỉ đồ vật đúng không? Đấy. Đấy. Đấy là những danh từ. Thế vậy thì красивый thì nó phải đi với gì nào? Nó phải đi với danh từ. Thế còn trạng từ này. tính từ à, tính từ nó phải đi với với danh từ đó. Em hiểu chưa? Em tính từ đi với danh từ. Thế còn trạng từ thì sao? Trạng từ thì nó không có đôi ư mà nó là красиво đấy. Cresiva. Đó. Hoặc là à, хорошо đấy. Хорошо đấy hoặc là polokh à thì em thấy là gì các trạng từ thì nó kết thúc bằng đuôi gì đây đuôi o đấy đúng không đưa đấy đó à polokh chẳng hạn đấy miệt lên đấy à bustra đấy bustra đấy <laughs> thế vậy thì bây giờ thì là, cho ví dụ nhé à này, sẽ nói là Anna красиво рисует, đấy Рисует, đấy Она красиво рисует, да? А, он, он хорошо. Красивый. Красивый. Работает, да? Он хорошо работает, да? да? А, а, она плохо ведет, да? Ведет себя, да? Она плохо ведет себя, да? А, они, ведет. они быстро... đút đấy anh y à thế vậy thì em thấy ở đây nó có cái gì khác này à đây là tất cả đi với tập hợp với tính từ đấy đi với tính từ thì nó có danh từ thế còn đi với trạng từ đây thì nó phải có gì đây có động từ đúng không? à thế vậy em thấy gì trong câu có động từ thì có thể sử dụng trạng từ đó. trạng từ là gì trạng từ là chỉ với trạng thái của cái hành động đó đấy đó em chơi thế nhưng mà đôi khi người ta cũng có thể là dùng trạng từ để miêu tả cái tâm trạng đúng không à, mới mới đấy mới đúng chưa thì đây là gì plocher là chỉ cái tâm trạng đúng không đấy. có phải không nào yeah. à mới nhé karasho mới nhé đấy à đó mới nghĩa là một người người ta ốm chẳng hạn thì người gọi là mới плохо đó thì lúc đó người ta cũng sử dụng trạng từ cái chỉ cái trạng thái đấy thế còn cái tính từ thì là gì tính từ nó chỉ cái tính chất chỉ tính chất Ví dụ à, Nhe bơ kà si vê Nhe Thì nó trả lời Ở đây chẳng hạn nó chỉ trả lời cho câu hỏi gì nào Trả lời cho câu hỏi Các côi đấy. Các côi à, Các Đúng chưa Đó à, Các kì đấy. Các Đây là những cái cái câu hỏi cho cho tính từ Đúng chưa nào câu hỏi cho, cho tính từ như vậy. Đấy. thế còn câu hỏi cho Câu hỏi cho cho trạng từ thì sao? À, em có đoán được câu hỏi cho trạng từ sẽ là câu hỏi gì không? Nhét. À. à nhét. Nó chỉ có một câu hỏi Các Em nhỉ? Cạc. Cạc. Đấy. Ví dụ ví dụ như câu này chẳng hạn. Anna đi suyết đấy. Câu hỏi sẽ là gì nào? Đây. Các Anna đi suyết đấy. Cả Anna suyệt à đúng chưa các nơi đi suyệt onkarasora bộ tệt à ví dụ như là bố mẹ em bán hàng phải cần thuê người làm đúng không thuê người làm thuê người làm thì hỏi nhau bảo là onkarasora bộ tệt nó làm việc có tốt không đấy onkarasora bộ tệt là onkarasora bộ tệt đấy đó thế ngày nghỉ em có đi bán hàng giúp bố mẹ em không chưa cả ngày hết à hết nhiều không chứ đấy không gì đi bán hả thầy ờ thế đi bán thì bố mẹ em trả tiền lương cho em chứ không làm việc không lương làm việc không lương á làm gì có chuyện phải trấn, em phải chấm em phải chấm em phải chấm từ bố mẹ em mới được chứ à thì... chấm thế thì nếu mà không thuê người thuê người thì vẫn mất tiền không Để em có thuê mà có thuê người thì Để... mất tiền Thế em có bán thuê này. đấy thế thì bao giờ em lớn thì em sẽ đi làm cho bố mẹ em nhé Ой И что ты думаешь делать? Не знаю А как не знаешь? Надо как... Сейчас сколько тебе лет? 12? 9, nay, 12 Да, а когда... Когда тебе будет 18 И что ты будешь делать? Да, học, học хорошо. И кем ты хочешь быть? Я uh, yeah. не знаю. Как? Но no, тебе надо знать, кем ты хочешь быть, да? Кем ты будешь? И тогда ты можешь учиться. На кого, да? И Ô, на кого nói nói ты chung, думаешь А? А что это такое? Random. Random. À, chọn đại đi. <laughs> Đà. Ну, надо выбирать ту профессию. Mình bỏ. Которая дает много денег, да? Mình, uh, kator, mình. À, mình hồi... viết từng ngày, uh, xong rồi mình quay vòng quay, nó dính cái gì thì mình học cái đấy. Làm gì thì... có chuyện. Thế, thế như vòng quay nó vào cái ông đi... Uh... B hàng ngoài chợ thì em đi à? Không, University cơ mà. À, khá Хорошо nó bãi nhà. Ta như vậy bây giờ chúng ta xem là gì? Chúng ta xem là các trạng từ rồi đúng không? Chúng ta hãy thử làm một задание. Klaus, bạn đã làm việc Sao sao lúc nào cũng là thằng Klaus Vinh thế này. Ừ, Klaus Sirin anh À, một cái quyển sách giáo khoa của Nga nó chỉ có mấy cái tên thôi. quyển sách giáo khoa tiếng Nga của của Việt Nam thì rất nhiều tên. Là học sinh không nhớ được. trong tiếng Nga chỉ có vài tên thôi. Klaus Tiv Cheramnoga а я Ayadumal. А я думал, я учить больше. А, а, а я а думал больше, А я думал больше, я больше, я больше, А да? больше, А я больше, А я думал больше, да? больше, больше, да? А я думаю, что больше да? Так как хорошо Ирина говорит по-русски а, ah, Ирина, но деньга за тот? Да, но ну, сиропа да. поговорит еще. И еще хорошее. <груче> хорошее. Фелазина, лучше, да? Лучше. Да? Лучше. хорошо, ты не, лучше, да? фанал, да? Так. Да. Это Ан... еще хуже. А еще хуже, да? Еще хуже, я еще лучше. Антон говорил очень быстро. Да? Антон говорил очень быстро. Антон, но ты нянь. И... А его плохо понимаю. Ты спроси, да? ты попроси его, говорит. Ты попроси говорит. его, говорит, Зина. Баба. Лучше. он, Да? А, когда она занята быстро, да? Быстрый, да? booster thì phải là gì? Ngược lại phải là gì? Miệt Không biết Linh Miệt linh đấy Miệt linh À thế là yêu cầu cậu ta nói chậm hơn là gì? Miệt linh nhê nhê Đấy Tư pa pra si vô gây vật miệt nhê nhê đấy? Đấy? đấy Ví dụ một người nói, nói nói chúng ta nói rất nhanh đúng không? Chúng ta không hiểu Đấy Thì chúng ta sẽ nói là nói với người ta như thế nào? Gây vật chí pa rõ lý nhê Đấy Gây vật mielnieje đấy đó nhưng nó có thể nói nói người ta như vậy đúng không đấy xem nói là gì nào говорите пожалуйста đấy говорите пожалуйста мелннее да мелннее говорите пожалуйста мелннее говорите пожалуйста để nghĩ là gì nói chậm hơn đấy để nghĩ nói chậm hơn ta кратко Ты посмотри, как все дорого в этом магазине. А ты посмотри, как все дорого в этом магазине. Пойдем в другой. Может быть, там. Там дешевле. А, дешевле, да? Дешевле. А, дешевле, да? Там дешевле. Да? Зе хын, да? Зе да? Дешевле. Дешевле, да? Дешевле. В. В. да? Там дешевле. Так, хорошо. Да? А я живу далеко от центра, да? Я живу далеко от центра. А еще... Ищ... А я... А я еще... А еще... Далеко? Ты Далеко? Дальше. Да? А, я, а я еще дальше. Далее, дальше. А еще дальше, да? Хусен читали очень быстро. Хусен читает очень быстро. О том, о том. О том еще быстрее, да? Быстрее, да? Быстрее, да? Быстрее. О том еще быстрее, да? О том еще быстрее. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một câu chuyện cổ tích nhé. Em thích xem chuyện cổ tích không? Xem chuyện cổ tích xong đảm bảo tí nữa lại lại phải rắc cà hoặc là làm cái gì này. À, <laughs> thì hiểu thì phải kể lại được chứ. chúng ta có từ gì đây? Miết Việt. Cái gì đây? Con con gì đây? Tôi hết rồi. Việt. Miết

Нет, не я не Хорошо. Кровать. На чем спишь, да? Кровать. Кровать. Кровать, да? Ложись. Кровать. Кровать. В чем ты спишь вечером? Ложись спать куда? Cái giường Cái gối Cái giường Caravac, đấy Caravac là cái giường Cảm ơn Cảm là gì? Cẩn thận, đấy Nhiều đột là gì? Nhiều đột là Nhiều đột là không thuận lợi, á Không thuận tiện, đó Không thuận tiện Chùm này Chùm này Đen tối, đấy Đen tối à, Đen tối Xuyên đi Xuyên đi là Là ở giữa, đấy Giữa Ở giữa Được Dập là gì? động từ dập lùi Ты никогда не, не заблудился в вашем городе? Заблудиться. 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 Ла. Бить лак дырн. Да? Стучать. Лак стучать. И ты это уже да? Стучать. Да? стучать. Ага. Стучать. Стучать. Ла -мук. Yes. tôi chát là gõ nữa Đây, gõ À, át Là mở Át vạch là mở Giờ sư pạch sư pạch sư pạch là ngủ đấy Ngủ thiêu thiêu đi đấy Giờ sư pạch Thiêu thiêu ngủ sư yeah. uh. pạch À, từ này chắc chắn em không biết rồi Rư chạch là con gấu nó kêu đấy đó nó kêu như vậy đấy Richard Richard gầm lên đấy Richard là gầm lên à pisat pisat <laughs> cái từ này em cũng không biết đâu pisat pisat là gì em biết là... con, con, chuột nó kêu đấy con chuột chít 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 đúng không pisat đấy nó kêu chín chít đấy à, đó pisat là là cướp gì đâu pisat 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 là nó kêu gì chít đi nó kêu chín chít con chuột nó kêu ấy à... Đấy. không thì có từ khóc rồi là cách rồi thì... là gì khóc khóc là cách là gạt sai gạt sai gạt sai gạt sai gạt sai có biết không gạt sai không gạt sai là sợ ở ở sau phải bay à pu gạt sai cũng là bay bay cũng là sợ đúng không gạt sai là hoảng sợ pu gạt sai là hoảng sợ đấy ra zelit là, ja. là, ja. là thương hại zay liu, zay liu, đấy, zelit là thương hại, zeliu, zeliu đấy, zeliu đấy, kiểu như vậy đấy, zelis, pravozat, pravozat là đưa tiện đấy, ví dụ như em đưa tiện, đưa tiện ai, à, bạn bè đến nhà em chơi đưa tiện, ra đến bến tàu bến xe chẳng hạn là pravozat đấy, pravozat

Жила девочка. Ну, все понятно, да? В одной маленькой деревне жила девочка. Жила была, жила была. Она, а бабушкой а... и дедушкой. Звали ее Маша. Родителей у нее не было, да? И жила она с бабушкой <свят> и дедушкой. Да? А <свят> сау... Mm, не не было, не было. У них не было родителей, а у нее не было родителей. И она жила с бабушкой и с дедушкой. Ну и как всегда, однажды она пошла, Маша, в лес, да? Она пошла в лес и заблудилась, да? Заблудилась, заблудилась. Шла она, шла по лесу, а лес становился все темнее и темнее. Так, шла она Sla polisu, đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là gì? Polisu, đấy. Sla polisu. Sla na polisu. Polisu. Đấy. Polisu là cô ấy đi đi trong rừng đấy. Thế còn rừng thì à, càng ngày thì càng trở nên là gì? Chim nhê, nhê y chim câu... đã... nhê. Em dịch cho thầy cô chim nhê là cái gì? Càng ngày trở nên đêm tối. Dừng à, càng ngày càng trở nên tối hơn đấy Càng trở nên tối hơn Vật rục Vật rục Vật rục là gì nào? Bất thình lình Bất thình lình Bỗng nhiên đấy Bỗng nhiên Bất thình lình à, Anna uvidela Uvidela Anna à, Sơn Anna uvidela Má nhìn kì đồ mịch Đấy Một ngôi nhà nhỏ Padasla na kì đồ mịch Cú pastu cha Đi gần đến ngôi nhà và Pastu cha đấy Và đi vào Nhưng tôi dễ Nhi ạ vệ chiều Nhưng tôi nhận vệ chiều chiều Да? Машинка осторожно открыла дверь и вошла в комнату. А, она осторожно открыла дверь и вошла в комнату. Да? Так. И? В комнате стоял большой стол и три стула. Один стул был, был очень большой, другой меньше, а третий самый маленький. Да?

À, cô ấy ngồi vào cái ghế lớn đấy, à No bươn lên nhiêu đốt nữa nhưng mà cô ấy không không được uh, cảm thấy nhiêu đốt là gì là không không được thuận lợi lắm đấy. Se là nó nó siết à ngồi vào cái ghế nhỏ hơn đấy, nó sẽ như là ghế ghế giữa ghế ghế nói chung là ghế này là ghế trung bình nó sẽ như là trung bình đấy, ít chưa nhiêu đột đấy và còn lại cảm thấy không 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 phù hợp hơn nữa đấy. sẽ là nó là malikistu, izjela Cô ấy ngồi vào cái ghế bé và dê la lô cú xe lập siêu cá suy mơ la cua vui pì là ăn hết ăn hết cháo và và uống hết sữa đấy Ta... trời ơi no. đấy sao tí nó phải gấu ba con gấu về nó giết hết à khá ra xem đi bà chí tài dần em đọc tiếp nè ra khá muốn ngủ cùng mẹ Захотела она, захотела она спать, да? Пошла в другую комнату и что она увидела там? Ну <таспорщит> три, <таспорщит> три кровати. Одну, <таспорщит> Большую. другую меньше, <таспорщит> а третью самую маленькую. Да? Самую маленькую. Да. <таспорщит> Легла она на самую маленькую кровать и заснула. Да? Легла она <таспорщит> на самую маленькую кровать. Кой нам с унгой загняли, нет, два, заснула. Поздно вечером вошли в дом три медведя. Вау, бой, той да? Вау, бой, той модный. Кобак он гол, девальчик. У меня самый большой медведь, папа, как зовут? Михайло Иванович, да? Средний мама, как зовут? Мария. Ивановна. Да? Đúng да. А, самый маленький это кто? Сынок? Мишутка. Мишутка, да? Мишутка. Вошли они в дом, да? Họ смотрят и ничего не понимают. Họ đi vào trong nhà, vào trong nhà nhìn và chả hiểu cái gì cả. Да? Chả hiểu cái gì. Mm, да. Ai đã ngồi trên... Кто сидел на моем стуле, oh. зарычал, oh. зарычал. Михайло

А кто сидел на моем стуле и все сел? Ай, ну, Да, Заш. Запишал, запишал. Мишутка и заплакал. Мишутка, ла. Кевлен, да? Вошли медведи в другую комнату и увидели Машинку. Как Машинка. Сейчас я ее съем. – зарычал Михайло Иванович. «А, вы за, А, боси да? Да? Михайло Лобом, а папа, да? Проснула Маша, увидела медведей, испугалась и заплакала. Ва? Маша, ты сам? Проснулась, лази. Хап. Проснулась. Латинь зай, да? Му. Му, зай. Увидела медведя, испугалась и заплакала. Нет, 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 не ешь ее папа. А, ты мишутка говорит, да? Если ты ее съешь, с кем я играть буду? Нема боммантитно от и концечевя, запишал Мишутка. Пожалели медведей Машу и утром проводили ее в деревню к дедушке и бабушке. Пожалели, медведи пож пожалели их, да? Пожалели их, да? Вот. И утром они проводили ее в деревню к дедушке и бабушке. А Машенька и Мишутка стали друзьями и часто играли вместе в лесу. Ва Машенька, Мишутка, Вот и сказки, конец, и кто слушал, молодец. chỗ em, em em đọc cái này mà em muốn một ngủ luôn <laughs> à chị weny nè kể như cái cái chuyện này nó nó hơi hơi kiểu gì á à đã cái gì đó từ провожать đấy và pravajit, проводить проводить là Thầy hoàn thành провожать là thầy chi hoàn thành проводить провожать Ну, вот так, такие дела. Ну ta хорошо. Chúng ta sẽ học đến đây thôi nhé. Không có thì buồn ngủ rồi đúng không? À, là sĩ đa nhé. Paka paka. Em phải ăn, ăn thôi. Phạc phạc phạc. Ăn mẹ cho uống sữa chưa? Uống một ngày uống có lít. Thì... một ngày một ngày uống. Remi. uống hết một lít sữa à? Vâng. Thế phải tập thể hình nữa để cho nó to cao chứ câu cơm. cơm em ăn ít nhưng mà em vẫn mập À vẫn mập <laughs> lát này hết sâu đòi bì ghi kusch chị dâ nha